Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tạp chí tuần này với chủ đề về môn bóng bàn. Trong chương trình sẽ có bài về 10 lợi ích tuyệt vời khi chơi bóng bàn. Tiếp đó, huấn luyện viên Hoàng Thanh Bình, phụ trách môn bóng bàn, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên sẽ tư vấn về cách chọn bóng và bàn chơi bóng bàn, hướng dẫn kỹ thuật giao bóng và kỹ thuật trả giao bóng. Cuối chương trình, một câu chuyện thể thao có phóng sự sôi nổi phong trào tập luyện bóng bàn, rèn luyện sức khỏe ở thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khói Châu. Thưa quý vị, bóng bàn là môn thể thao phổ biến trên toàn thế giới, được nhiều người yêu thích tập luyện. Ngoài tính giải trí thì chơi bóng bàn thường xuyên còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Sau đây là 10 lợi ích tuyệt vời khi chơi bóng bàn đã được các nhà khoa học chứng minh. 1. Cải thiện khả năng phối hợp tay và mắt. Khi chơi bóng bàn, yêu cầu phải tập trung vào quả bóng để đỡ và đánh. Vì vậy người chơi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt. Đây là một trong những phương pháp luyện tinh mắt. 2. Cải thiện trí tuệ. Khi chơi bóng bàn, người chơi phải đối mặt với những chiến thuật và chiến lược thay đổi thường xuyên của đối phương, bởi vậy phải thay đổi tư duy theo để đáp trả các đường bóng. Vì thế có thể cải thiện độ nhạy bén của não bộ, giúp người chơi nhanh nhẹn và tinh thần minh mẫn. 3. Cải thiện tốc độ phản xạ. Đây là một trò chơi có nhịp độ nhanh và giúp cải thiện các chuyển động cơ lớn và nhỏ, từ đó cải thiện khả năng phản xạ. 4. Tăng nguy cơ chấn thương khớp. Bóng bàn có thể giúp cải thiện sức mạnh ở tay và chân, cũng như phần cốt lõi mà không gây tác động nhiều cho khớp như các môn thể thao khác. 5. Giảm cân hiệu quả. Cũng giống như nhiều môn thể thao hoạt động thể chất khác, chơi bóng bàn cũng đốt cháy calo, giúp giảm cân nhanh. 6. Nâng cao nhận thức. Về nhận thức, chơi bóng bàn có thể giúp cải thiện cả kỹ năng vận động và nhận thức. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng môn thể thao này có thể giúp tăng cường lưu lượng máu lên não, giúp bạn suy nghĩ rõ ràng hơn. 7. Cải thiện sự phối hợp tổng thể. Chơi bóng bàn không chỉ giúp cải thiện khả năng phối hợp tay và mắt mà còn có thể giúp cải thiện khả năng phối hợp tổng thể. Người chơi liên tục quan sát quả bóng, theo dõi đường đi của nó khi nó được đánh về phía mình. 8. Cải thiện thăng bằng. Để chơi tốt môn bóng bàn, người chơi cần phải có sự thăng bằng tốt của cơ thể, chơi nhiều, khả năng thăng bằng càng tốt. 9. Kích thích não bộ. Có hai cách mà bóng bàn có thể giúp kích thích trí não. Khi chơi, người chơi phải dự đoán các cú đánh của người chơi khác, như vậy sẽ sử dụng vỏ não trước chán cho phép lập kế hoạch di chuyển của mình một cách chiến lược. 10. Cải thiện các mối quan hệ. Chơi bóng bàn là một cách tuyệt vời để gặp gỡ mọi người và kết bạn mới, từ đó xây dựng các mối quan hệ và gắn kết những người cùng đam mê thể thao, thắt chặt tinh thần đoàn kết. Tiếp theo chương trình, huấn luyện viên Hoàng Thanh Bình, phụ trách môn bóng bàn, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên sẽ tư vấn về cách lựa chọn bóng và bàn bóng bàn để chơi môn bóng bàn. Mời quý vị cùng theo dõi. Bóng tập luyện thì trên thị trường có rất nhiều loại bóng. Đối với những người chơi phong trào hoặc những người mới chơi thì người ta sẽ sử dụng nhiều loại bóng, ví dụ như bóng zin he với công nghệ không viền, nó dễ vào bóng hơn thì những người mới chơi sẽ dễ chơi. Các đội chuyên nghiệp thì người ta hay sử dụng bóng double fit. Hãng double fit hiện tại là đang tài trợ cho Liên đoàn bóng bàn Việt Nam nên tất cả các giải đấu của liên đoàn là đều sử dụng bóng double fit. Các loại quả bóng bàn thì nó khác nhau về thương hiệu và khác nhau về độ nảy, khác nhau về độ bay. Có loại bóng nặng, có loại bóng nhẹ. Thì thông thường thì những người mới chơi thì người ta sẽ sử dụng những loại bóng là dễ tiếp xúc bóng hơn. Tôi xin giới thiệu một số loại bàn bóng bàn thông dụng trên thị trường hiện nay. Thứ nhất là bàn bóng bàn DHS. Bàn bóng bàn DHS thì mặt bàn có độ nảy ổn định, bóng nảy chắc, đều và mặt bàn đạt tiêu chuẩn của tổ chức bóng bàn ITTF. Bàn có đủ tiêu chuẩn để thi đấu các giải bóng bàn quốc tế. Tiếp theo là bàn bóng bàn Zola, một thương hiệu bàn bóng bàn đến từ Đức. Mặt bàn đạt tiêu chuẩn thi đấu các giải bóng bàn của Liên đoàn bóng bàn thế giới ITTF. Mặt bàn có độ nảy đều, chắc và ổn định. Giá thành của một chiếc bàn này sẽ dao động từ 17 đến 19 triệu. Đối với những người mới tập môn bóng bàn thì một trong những kỹ thuật cần nắm vững đầu tiên đó là kỹ thuật giao bóng. Sau đây, huấn luyện viên Hoàng Thanh Bình, phụ trách môn bóng bàn, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hưng Yên sẽ hướng dẫn kỹ thuật giao bóng cơ bản trong môn bóng bàn.
Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn với quý vị và các bạn kỹ thuật giao bóng. Đầu tiên là kỹ thuật giao bóng ngang lên, giai đoạn chuẩn bị. Hai bàn chân đứng sát nhau, chung gối, mà tay cầm bóng để trên mặt bàn nhưng bên ngoài mặt bàn, không được bên trong mặt bàn. Giai đoạn 2, tung bóng và ra bóng. Lưu ý với động tác này là bóng, tung bóng là phải tung với phương thẳng đứng và chiều cao tối thiểu là bóng phải cách tay khoảng 16 phân trở lên, 16cm trở lên. Bóng tung lên. Đấy. Kỹ thuật ra bóng ngang lên. Sau đây em sẽ trực tiếp làm theo thầy hướng dẫn. Đầu tiên là chân. Hai chân sát nhau. Lùi nửa bàn chân. Chéo sang. Rút. Đúng rồi. Đấy, sang, chéo sang ngang. Đúng rồi. Bước vào cái quát chân vừa nãy. Nữa, xuống nữa. Đúng rồi, trùng gối. Đấy. Cổ tay ướn. Tay cầm duỗi ngón tay ra thế. Cầm kém chỉ hai ngón cái ngón trỏ kẹp. Xoay lần vào. Đúng rồi. Cầm hai ngón tay ép vào tay đi. Hai ngón cái ngón trỏ phải ép mặt vật vào. Cái kẹp mặt vật vào, lỏng ngón tay ra. Đúng rồi. Mở ra sao thế, lùi lại nữa, nữa thế, đúng rồi, chéo ra đúng. Cầm tờ hai mặt vật kẹp vào thế. Xoay luôn đi. Xoay hẳn mặt nào. Sau khi thầy đã hướng dẫn kỹ thuật giao bóng ngang lên và kỹ thuật trả giao bóng ngang lên thì thầy mời bạn Ni và bạn Xuân vào thực hiện. Đúng rồi. Nhẹ nhàng đơn giản ngang lên thôi. Bên cạnh kỹ thuật giao bóng, sau đây huấn luyện viên Hoàng Thanh Bình sẽ tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật trả giao bóng. Tiếp theo là kỹ thuật trả giao bóng. Đối với kỹ thuật trả giao bóng, đối với đối phó với bóng xoáy ngang lên, đầu tiên, hai chân cũng rộng hơn vai. Đầu gối trùng, thân người đổ về đằng trước. Khi bóng sang, giai đoạn chuẩn bị. Đây giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn đánh bóng là khi bóng sang, bước một chân lên, lôi cung trái sang. Đây là đối với phó với bóng giao bóng ngang lên đường chéo sang trái. Trả giao bóng ngang lên đường thẳng, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật đôi công. Đôi công hoặc là kỹ thuật giật. Lưu ý đối với cách trả ra bóng ngang lên là chúng ta phải tiếp xúc vào đầu trên đầu bóng. Trên đầu bóng để tránh trường hợp bóng bị bổng, trả sang bị bổng, đối phương sẽ tấn công trước. Chúng ta sẽ cố gắng khống chế bóng làm sao để trả bóng thấp. Tiếp theo chúng ta sẽ vào thực hành cái bóng. Chuẩn bị. Bước chân lên một tí. Chính xác này, chính xác này đi. Đúng rồi. Đầu tiên, hai chân rộng hơn vai, thân người trùng gối. Thân người đổ trước, tùy thuộc vào bóng trả sang, nếu bóng tiếp xúc, cho điểm bóng tiếp xúc nảy lên cao nhất thì bắt đầu bước vào lô công trái, bước vào. Đúng rồi, đấy.
Đúng rồi. Còn đối với bóng dài thì phải lùi ra. Đối với kỹ thuật trả ra bóng ngang lên bên phải, chúng ta sẽ sử dụng một là cú đôi công phải, hai là cú giật. Đầu tiên sẽ là cú đôi công phải. Rồi, bước chân di chuyển sang, đúng rồi. Tiếp theo là cách giật. Lưu ý, giật bóng thì tiếp xúc đầu bóng. Nóng tay ra một tí. Đúng rồi. Tì. Giật xoay về góc kia đi, có giật xoay về góc kia. Đúng rồi. Thưa quý vị, bộ môn bóng bàn đang được nhiều người dân ở thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu lựa chọn tập luyện hàng ngày để rèn luyện sức khỏe. Bằng hình thức xã hội hóa, phong trào tập luyện bóng bàn trong thôn ngày càng sôi nổi, góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương. Đều đặn vào mỗi buổi chiều, ông Hoàng Việt Bắc đến nhà tập luyện bóng bàn của thôn để chơi bóng bàn với câu lạc bộ. Mặc dù đã gần 70 tuổi, song nhờ tập bóng bàn thường xuyên nên ông Bắc vẫn nhanh nhẹn, tinh mắt và đánh bóng có độ chính xác cao. Tôi năm nay là 68 tuổi. Với môn bóng bàn này là tôi tập từ năm 2002. Đánh được môn bóng bàn đấy vừa nhanh mắt, nhanh tay và khỏe. Chúng tôi đi đánh bóng bàn cùng với anh em đây giao lưu các câu lạc bộ của các xã đến thì rất là vui vẻ và hòa đồng. Câu lạc bộ bóng bàn thôn Lôi Cầu được thành lập từ năm 2010. Đến nay thu hút được hơn 30 thành viên với nhiều lứa tuổi từ thanh niên, trung niên đến người cao tuổi. Người tập trước dạy cho người tập sau, vì thế ngày càng có nhiều người tân trong thôn Lôi Cầu tập bóng bàn. Thôn đã huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng nhà tập khang trang, mua sắm dụng cụ tập luyện, tạo điều kiện cho nhân dân tập bóng bàn thuận lợi. Đây là một trong những câu lạc bộ thể thao quần chúng hoạt động sôi nổi và hiệu quả nhất tại huyện Khoái Châu. Hàng ngày chúng tôi đánh là cái thời gian của chúng tôi đã bắt đầu từ 4 giờ cho đến 6 giờ 30 tối, giao lưu để khỏe, đoàn kết và xây dựng quê hương. Mình thấy cảm tưởng có môn bóng bàn rất phù hợp với độ tuổi trung niên như mình. Thì mình ngoài kinh doanh ra thì mình tham gia vào câu lạc bộ bóng bàn để nâng cao sức khỏe, vận động, làm cho cái cơ thể mình nó thoát được ra các khí độc, mang lại cho tôi rất nhiều những các mối quan hệ giao lưu từ các ông, các chú, các bác, như toàn thể các em, nói chung là mọi lứa tuổi có cái sự gắn kết, đoàn kết hơn. Câu lạc bộ bóng bàn thôn Lôi Cầu đã trở thành một sân chơi thể thao bổ ích của những người yêu thích môn bóng bàn, đồng thời tương trợ lẫn nhau thông qua quỹ tình nghĩa. Kế hoạch trong thời gian tới, câu lạc bộ tiếp tục nhân rộng phong trào, thu hút thêm các thành viên trẻ để phát triển hiệu quả và bền vững. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.